Thứ ba tiếp theo sẽ là một sáng tác tiếp theo thuộc thể loại nhạc cổ trang mà Đình Dũng mới phát hành thời gian gần đây nhất. Đó là bản thể Đế Vương. Xin mời cả quý vị cùng lắng nghe. Mà tình chưa yên nhưng vương thiên mê giặt quần chạy trang. Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng. Một vầng quân vương đi nghiêng ngoài phòng đường tim đã tan. Sẽ chẳng mơ mơ một hôm mà dù nhân gian chạm mơ đáy mắt khiến cho ta say ta mê như trên thiên đường trời cao như đắng chưa như thân ta khi bồng hoa chót mang con tim trao cho một hai mình dành lòng ta ban cho bông hoa thơm hơi về trung quốc khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí đời nào nhìn về quê hương em muốn thương thương nặng lòng biết bao. Người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào người lại yêu thương quan tâm hơn ta một tay phương xa. Giọt lệ vương vương trong khi đã rơi khi nước chưa tan. Mà tình chưa yên nên vương trên mi giặt buồn chưa chan. Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng. Một vầng quân vương thì nghiêng ngoài phòng nhìn tim đã tan. Khi bồng hoa chót mang cái tim trao cho một anh hùng thề dần lòng ta ban cho bông hoa thơm hơi về không cốc khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn mà nào ngờ đâu cả nhà mình đều đúng rồi. Mọi người có thể đưa tay cao lên những chiếc điện thoại mọi người đang cầm có được không ạ? Cảm ơn tình cảm mọi người rất là nhiều ạ. Thank you mọi người rất nhiều. Cho em ra đi với mối tình vàng. Một bóng quân vương đi nghiêng ngoài phòng nhưng tim bắt ta.